chỉ từ khoảng 700.000 đồng. Bạn có thể mua được đồng hồ thông minh từ các thương hiệu nổi tiếng, nhiều lượt mua và đánh giá cao từ người dùng. Huawei Band 9 là một thiết bị Smart Band mới nhất đến từ Huawei. Và hiện tại nó đang được đánh giá rất cao nhờ thiết kế cải tiến và tính năng đáng chú ý. Sau khoảng gần 2 tuần sử dụng, mình đã có đủ trải nghiệm để chia sẻ với các bạn về những ưu và nhược điểm của sản phẩm này cũng như sự so sánh giữa nó và đối thủ cùng phân khúc như Xiaomi Smart Band 8. Thiết kế và ngoại hình của Huawei Band 9 không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước Huawei Band 8. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở phần viền cạnh của thiết bị, được bo cong nhẹ hơn một chút, tạo cảm giác thoải mái hơn khi đeo. Điều này tuy nhỏ nhưng lại mang đến trải nghiệm đeo dễ chịu hơn. Một điểm nữa là viên màn hình của Huawei Band 9 đã được làm mỏng và cân đối hơn so với phiên bản cũ, tạo nên vẻ ngoài thời trang và thu hút hơn. Màn hình của Huawei Band 9 vẫn giữ nguyên kích thước 1,47 inch với công nghệ AMOLED, mang lại khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ, sống động ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Đặc biệt, năm nay, Huawei đã cải tiến với tính năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên điều kiện môi trường, giúp tiết kiệm pin đáng kể. Tuy nhiên, tần số quét màn hình chỉ dừng lại ở mức 30Hz, chưa thể mượt mà như tần số 60Hz của Xiaomi Smart Band 8. Khả năng theo dõi thể thao là một trong những điểm mạnh của Huawei Band 9. Thiết bị này hỗ trợ nhiều chế độ theo dõi thể thao và được trang bị nút cứng, giúp thao tác dễ dàng hơn trong khi tập luyện, đặc biệt là khi tay ướt hoặc dưới nước. Điều này là một điểm mạnh lớn so với Xiaomi khi sản phẩm của đối thủ không có nút cứng để thao tác tiện lợi. Huawei Band 9 cũng có khả năng chống nước. 5 mẹp mềm giúp bạn yên tâm sử dụng trong các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội. Một điểm nổi bật khác của Huawei Band 9 là thời lượng pin. Trong khoảng thời gian 10 ngày sử dụng với các hoạt động như theo dõi thể thao và đeo hàng ngày, pin vẫn còn đến 20%. Đây là một con số ấn tượng, tương đương với các dòng smartwatch cao cấp của Huawei. Với tính năng tự động điều chỉnh độ sáng Thời lượng pin có thể kéo dài tối đa đến 14 ngày nếu không bật Always on Display. Điều này giúp bạn không cần phải lo lắng về việc mang theo bộ sạc trong các chuyến đi dài ngày. Tóm lại, Huawei Band 9 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị theo dõi thể thao với thiết kế thời trang, pin lâu và khả năng tương thích tốt với nhiều hệ điều hành so với đối thủ Xiaomi Smart Band 8, Huawei Band 9 nhìn hơn ở một số điểm như nút cứng và tính năng theo dõi thể thao chi tiết. Đây thực sự là một trong những Smart Band tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Xiaomi Band 9 là một trong những sản phẩm vòng đeo tay thông minh mới nhất của Xiaomi, được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành vòng đeo tay quốc dân tại Việt Nam nhờ vào hai yếu tố chính, mức giá cực kỳ phải chăng và những cải tiến đáng kể so với phiên bản trước với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 850.000 Vnet. Đặc biệt, khi mua trong các đợt khuyến mãi, Xiaomi Band 9 thực sự là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai ai tìm kiếm một sản phẩm Smart Band đầy đủ tính năng. Điểm nổi bật đầu tiên của Xiaomi Band 9 là màn hình AMOLED sáng hơn với độ sáng tối đa lên đến mồng khen 200 nits. Điều này giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Mặc dù độ sáng này chỉ duy trì trong 10 giây khi ra ngoài trời, nhưng vẫn đủ để người dùng xem thông báo một cách dễ dàng. Thiết kế của Band 9 cũng không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước, vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Về thời lượng pin, Xiaomi Band 9 đã được nâng cấp với dung lượng pin 2333mAh đủ để sử dụng lên đến 3 tuần trong điều kiện sử dụng thông thường như nhận thông báo tin nhắn, đo nhịp tim và tập luyện nhẹ nhàng. Đây là một con số ấn tượng giúp người dùng không phải lo lắng về việc sạc pin thường xuyên. Khả năng chăm sóc sức khỏe cũng là một điểm đáng chú ý của sản phẩm này. Xiaomi Band 9 đi kèm với nhiều cảm biến nâng cấp, giúp theo dõi giấc ngủ và nhịp tim chính xác hơn. Cùng với 150 bài tập thể thao, Band 9 thực sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những ai yêu thích vận động. Tóm lại, với nhiều cải tiến và mức giá hợp lý. Xiaomi Band 9 là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một chiếc Smart Band thông minh và tiện dụng. Samsung Galaxy Fit 3 là một chiếc Smart Band cao cấp của Samsung, mang đến nhiều tính năng và trải nghiệm vượt trội so với các đối thủ như Huawei và Xiaomi. Thiết bị này có chất liệu hoàn thiện tốt hơn, đặc biệt là với viền kim loại sang trọng và cảm giác cầm nắm chắc chắn, tạo sự khác biệt đáng kể. Màn hình của Galaxy Fit 3 có kích thước lớn 1,6 inch, đủ để hiển thị rõ ràng các thông báo và nội dung mang đến trải nghiệm sử dụng gần giống với các mẫu smartwatch. Với tính năng theo dõi thể thao, Galaxy Fit 3 hỗ trợ nhiều hoạt động như đi bộ, bơi lội, đạp xe và leo núi. Đặc biệt, khả năng chống nước 5 ATM giúp bạn thoải mái khi sử dụng dưới nước mà không lo lắng về thiết bị. Trải nghiệm bơi lội trên Galaxy Fit 3 cũng được cải thiện với tính năng theo dõi vòng bơi chính xác và khả năng rung nhẹ khi hoàn thành một lượt bơi, mang lại sự tiện lợi và thoải mái. Một điểm cộng khác là pin của Galaxy Fit 3 với thời gian sử dụng lên đến 10 đến 13 ngày chỉ với một lần sạc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn hoặc thường xuyên di chuyển. Thiết bị cũng có cảm biến ánh sáng, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường, đảm bảo khả năng hiển thị tốt ở mọi điều kiện. Tóm lại, Galaxy Fit 3 là sự lựa chọn tuyệt vời cho người dùng Android, đặc biệt với những ai tìm kiếm một smart band nhẹ nhàng, cao cấp và đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe. Halo RS5 là phiên bản nâng cấp của RS Blue Plus, ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá nhưng vẫn giữ được mức giá hấp dẫn, khoảng 990.000 VNĐ. Với thiết kế sang trọng và cao cấp, RS5 đã tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm trước đó. Mặt đồng hồ được làm từ kim loại chắc chắn tạo cảm giác cầm nắm mượt mà và chất lượng hơn. Điều này giúp Halo RS5 nổi bật trong tầm giá so với các đối thủ cùng phân khúc. Một điểm nổi bật của Halo RS5 là màn hình AMOLED lớn, kích thước 2,1 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và viền mỏng hơn so với rs 4 Plus. Màn hình sắc nét và có độ sáng cao, giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin ngay cả khi ở ngoài trời. Đặc biệt RS5 còn được trang bị tính năng Always on Display AOD, mang đến sự tiện lợi khi theo dõi thời gian mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình. RS5 cũng hỗ trợ đầy đủ các chức năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ REM, đo SPO2 và đếm bước chân. Dù không có GPS tích hợp, nhưng RS Mom vẫn cung cấp các tính năng theo dõi thể thao chi tiết và chính xác. Về thời lượng pin, RS MUM có thể sử dụng liên tục trong khoảng 5 ngày với các chức năng cơ bản và khoảng 2 ngày khi bật EOD. Đây là một thời gian sử dụng ấn tượng cho một chiếc đồng hồ thông minh trong phân khúc giá rẻ. Zeblaze GTR Bar Pro là một chiếc đồng hồ thông minh giá rẻ với nhiều tính năng hấp dẫn. Đặc biệt trong tầm giá chỉ khoảng 600.000 Vinada. Đây là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc giá rẻ, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm cao cấp với khung kim loại bền bỉ và thiết kế sang trọng. Với tính năng nghe gọi trực tiếp, Zeblaze GTR 3 Pro mang đến sự tiện lợi mà không phải đồng hồ giá rẻ nào cũng có. Một điểm mạnh của GTR 3 Pro chính là màn hình AMOLED sắc nét với độ sáng tối đa lên đến một kèn NIT, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả khi ở ngoài trời. Đồng hồ cũng được trang bị tính năng Always-On Display, AOD, mang đến sự tiện lợi cho người dùng khi cần xem nhanh giờ, mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình. Bên cạnh đó, màn hình được bảo vệ bằng kính cường lực, giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Về theo dõi sức khỏe, Zeblaze GTR 3 Pro cung cấp các chức năng như đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, đếm bước chân và đo lượng calo tiêu thụ. Tuy nhiên, các tính năng này chỉ nên được xem như tham khảo, vì độ chính xác không thực sự cao. Về thời lượng pin, GTR 3 Pro có thể sử dụng liên tục trong khoảng 2 ngày với các tính năng cơ bản và thời gian này sẽ giảm nếu bật nhiều tính năng như AOD hoặc theo dõi nhịp tim liên tục. Có thể nói, chỉ với khoảng 700 ngàn, bạn đã có thể sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh từ các thương hiệu nổi tiếng, với nhiều tính năng vượt trội và độ tin cậy cao. Những sản phẩm này không chỉ được nhiều người dùng đánh giá tích cực, mà còn mang đến sự tiện ích và phong cách cho cuộc sống hàng ngày nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn đồng hồ thông minh phù hợp với túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đây chắc chắn là một khoản đầu tư đáng cân nhắc